Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình theo dòng thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương. Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, tỉnh Bình Dương ghi dấu ấn với cả nước và bạn bè quốc tế trong từng chặng đường phát triển với tốc độ công nghiệp hóa đô thị hóa cao, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành là phương châm để Bình Dương thực hiện mọi đường hướng chiến lược phát triển với truyền thống gắn kết và đồng hành cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương, doanh nghiệp nhà nước BKB IDC đã thực hiện hóa nhiều mô hình mang tính tiên phong, đột phá của tỉnh Bình Dương, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố thông minh. Với sứ mệnh, từ ngày đầu thực hiện công cuộc đổi mới, BKMS được giao liên doanh với tập đoàn Semcorp Singapore, triển khai mô hình khu công nghiệp Việt Nam-Singapore, VSIP, vào năm 1996, hình thành trên nền tảng tình hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore. V-Ship với mô hình chuẩn phát triển công nghiệp bền vững dựa trên hệ sinh thái hoàn thiện phục vụ nhà đầu tư, người lao động và người dân, được xem là khu công nghiệp kiểu mẫu điển hình của Việt Nam. Từ Bình Dương, mô hình khu công nghiệp V-Ship đã phát triển 17 dự án trên cả nước với quỹ đất hơn 11.000 hecta, cung cấp hạ tầng sản xuất cho gần 900 khách hàng đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư gần 19 tỷ đô la tạo việc làm cho gần 300.000 người làm việc trực tiếp và hàng triệu lao động gián tiếp chung quanh các khu công nghiệp, góp phần vào thay đổi diện mạo những khu vực mà V-SHIP hiện diện. BKMS chúng tôi cũng là một trong những cái đơn vị, những cái công ty ở Bình Dương cũng rất là vui, cũng đã có một cái đóng góp phần của mình vào cái việc phát triển kinh tế xã hội. Sự dịch chuyển thu hút được những cái ngành công nghiệp để đóng góp vào Bình Dương để có một cái giá trị cái gia tăng lớn mà không phải những là những cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hoặc là đầu tư trong nước mà nhiều người dân ở nhiều nơi họ cũng thấy rằng đây là có một cái cơ hội mới về vấn đề phát triển hạ cơ sở hạ tầng ở Bình Dương thì họ cũng đã đến đây họ làm ăn và họ cũng sinh sống cùng với những cái doanh nghiệp đầu tư trong nước cũng như nước ngoài. Cũng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh bình trong thời gian qua. Với triết lý xuyên suốt lấy con người làm trọng tâm cho mọi chiến lược, BKMS IDC không ngừng phát triển hệ sinh thái toàn diện, tạo ra giá trị gia tăng tốt nhất cho nhà đầu tư và đem lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân. Trong quy hoạch, các khu công nghiệp xanh được quy hoạch đan xen với các khu đô thị, thương mại và dịch vụ trong đó, tập trung xây dựng các dự án nhà ở xã hội, khu tái định cư cho những người dân trong diện giải tỏa đền bù cùng các khu đô thị cao cấp dành cho nhà đầu tư, gắn liền với các khu công nghiệp, chú trọng xây dựng hệ thống giao thông, hạ tầng thương mại dịch vụ, giáo dục y tế nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Tiêu biểu như công trình trung tâm thương mại thế giới thành phố mới Bình Dương, WTC đã được lãnh đạo tỉnh đưa vào quy hoạch trọng tâm là công trình biểu tượng tăng giá trị cho khu vực, đưa Bình Dương trở thành trung tâm dịch vụ tích hợp thương mại toàn cầu. Công trình trở thành một điểm đến sôi động dành cho hoạt động triển lãm quốc tế, dịch vụ thương mại, giúp cho tỉnh Bình Dương kết nối giao thương trong nước, đồng thời giúp đỡ các doanh nghiệp kết nối giao thương với thế giới. Xác định chiến lược đầu tư giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là hoạt động mũi nhọn nhằm phát triển đồng bộ các lĩnh vực trọng yếu, BKMS IDC đã thành lập trường Đại học Quốc tế Miền Đông, EIU với chất lượng giáo dục đạt chuẩn Việt Nam và thế giới, thu hút các chuyên gia, nhân lực, chất lượng cao trong nước và quốc tế tới làm việc, đóng góp cho sự phát triển của toàn tỉnh. Chúng tôi cũng có sử dụng cái hệ sinh thái khởi nghiệp, thì có bao gồm có vườn ươm doanh nghiệp, thì trong đó là chúng tôi sẽ tạo những điều kiện những về cơ sở vật chất và cũng như là những cái dịch vụ hỗ trợ để cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp phần cứng, có thể là bước đầu khởi nghiệp ở tại Bình Dương tận dụng những cái lợi thế của Bình Dương là một cái thủ phủ công nghiệp để có thể là giúp họ là trong cái giai đoạn đầu để mà giảm chi phí vận hành cũng như là chi phí nhân sự. Từ nền tảng phát triển công nghiệp hóa, Bình Dương đã triển khai đề án thành phố thông minh nhằm đón làn sóng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đã gặt hái được nhiều thành công. Để thu hút đầu tư trong kỷ nguyên kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới phát triển toàn diện, cân bằng, tiếp bước đề án thành phố thông minh, tỉnh bình dương đang phát triển đề án vùng đổi mới sáng tạo bình dương tham gia đề án bkms idc đang tập trung xây dựng các dự án nền tảng tại thành phố mới bình dương là trung tâm vùng đổi mới sáng tạo bình dương đồng thời phát triển một hệ sinh thái kiểu mới bổ sung cho mô hình công nghiệp đô thị dịch vụ đó là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ, xây dựng các khu công nghiệp thông minh, đô thị thông minh xanh, bền vững, tiến tới xây dựng các khu công nghiệp gắn liền với khoa học và công nghệ để thu hút các ngành có giá trị gia tăng cao, tham gia góp phần đưa nền công nghiệp Bình Dương đi lên phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đóng góp cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ là Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore tại Bình Dương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập, tiếp tục triển khai những nền tảng đã được BKMS IDC, VC Group và tỉnh Bình Dương đầu tư phát triển để tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và nền kinh tế thông qua đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Thì đây có thể gọi là một cái nơi, là một sân chơi chung cho các dự án từ cộng đồng, từ doanh nghiệp, từ nhà nước, từ nhà trường, từ sinh viên, từ giáo viên và thậm chí là từ cả người dân, những người dân có những cái ý tưởng kinh doanh thì cũng có thể đến cái trung tâm đổi mới sáng tạo Việt Nam Singapore này để xây dựng và, và thử nghiệm ý tưởng của mình và nếu như thành công thì có thể là thương mại hóa ý tưởng đó. Đồng hành với tỉnh, BKMS IDC đã đóng góp quan trọng giúp vùng thông minh Bình Dương 5 lần liên tiếp nằm trong top 21 Smart 21 và 3 lần vào top 7 được Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF công nhận, sánh vai với các đô thị thành phố thông minh trên thế giới với chiến lược ngoại giao liên thành phố của tỉnh Bình Dương. BKMS đã kết nối hợp tác với đối tác các nước, hình thành nhiều dự án lớn có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đó là các dự án phát triển đô thị chất lượng cao, đô thị đáng sống liên doanh với tập đoàn Tokyo. Các dự án về phát triển viễn thông, sản phẩm dịch vụ công nghệ thành phố thông minh và khu công nghiệp thông minh liên doanh với tập đoàn NTT. Dự án xây dựng hạ tầng logistics và logistics cho thương mại điện tử liên doanh với quỹ đầu tư Wapus Bincus. Nhiều cơ hội hợp tác quốc tế để xây dựng thành phố thông minh Bình Dương được kết nối. BKMS IDC hợp tác với The Connected Place Caterpillar, CBC, Vương quốc Anh, phát triển thành phố thông minh và vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương. BKMS IDC hợp tác với tập đoàn Capital Land ký kết hợp tác dự án phát triển thành phố thông minh, tập trung phát triển các khối nhà ở, hợp tác với Đại học Quốc gia Singapore, thành lập Block 71 tại Việt Nam để hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp và sáng tạo, hợp tác với Trường Đại học Nebraska Omaha của Hoa Kỳ, đào tạo nhân lực và tiếp tục kết nối với các đối tác đổi mới sáng tạo khác trong nước và quốc tế tại Bình Dương, qua Bếp Pincus và đối tác liên doanh BKMS IDC sẽ triển khai xây dựng trung tâm thương mại điện tử xuyên biên giới với quy mô 75 hecta. Đây là một trong những dự án lớn mang tính chiến lược, mục đích nhằm xây dựng hệ sinh thái tích hợp chuỗi cung ứng, tạo điểm nhấn để thu hút đầu tư, phát triển thành phố thông minh. Hy vọng dự án sẽ góp phần nâng tầm vị thế của Bình Dương trên lĩnh vực thương mại điện tử. Từ việc tận dụng thế mạnh về mạng lưới tiếp thị toàn cầu, BKMS IDC đã kết nối với nhiều tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đến với Bình Dương, góp phần đưa hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng hệ thống tiếp thị và xúc tiến đầu tư của tỉnh ra toàn cầu. Đến nay, Bình Dương đã thu hút gần 4.200 dự án đầu tư từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Bình Dương hiện đứng thứ hai trong cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau thành phố Hồ Chí Minh nhiều tập đoàn, dự án lớn đã có mặt tại Bình Dương. Tiêu biểu nhất là tập đoàn Lego đã xây dựng nhà máy Lego Việt Nam tại khu công nghiệp vsip dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 8 năm 2024. Các cái tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh thì phần lớn là các tuyến đường là do BKM thực hiện qua thực hiện cái phương thức là vừa phát triển cái khu công nghiệp, vừa phát triển khu đô thị và gắn đó là các cái khu các cái tuyến đường giao thông nội 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 nội, nội ô và các cái tuyến đường giao thông bên ngoài khu công nghiệp khu đô thị đã hình thành nên một mạng lưới giao thông phải nói là rất phát triển trên bàn tỉnh chúng ta thì đó là công lao rất lớn của BKM. BKM cũng đã có nhiều cái mô hình phát triển kinh tế mà hiện nay có thể đang được nhân rộng cả nước và được đánh giá rất cao. Ví dụ như là cái mô hình khu công nghiệp vi ship thì hiện nay cũng đã được triển khai thực hiện ở 11 tỉnh thành với một 11 khu công nghiệp vi ship tiếp tục đang mở rộng sắp tới mô hình khu công khu liên hợp công nghiệp đô thị dịch vụ cũng đang được triển khai một số tỉnh bạn rất thành công. Xây dựng chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp đồng hành, thành quả cho sự gắn kết này là một bình dương đang ngày càng phát triển năng động, là địa bàn quan trọng gắn kết các tỉnh thành phố của vùng, là cửa ngõ giao thương hợp tác vương tầm thế giới. Xuyên suốt chặng đường phát triển của tỉnh cũng là hành trình mà BKMS IDC không ngừng tìm tòi, học hỏi, lao động sáng tạo và đột phá để đóng góp xứng đáng vào sự phát triển giàu mạnh của địa phương đề án thành phố thông minh Bình Dương với mô hình ba nhà làm nền tảng, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng để Bình Dương tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đột phá và khác biệt, tạo lợi thế cạnh tranh toàn diện và bền vững cho tỉnh trong kỷ nguyên mới, giúp nâng cấp nền sản xuất hiện tại, tạo ra các công cụ sản xuất mới, đồng thời giúp phát triển đồng đều trên tất cả các mặt của đời sống kinh tế xã hội, tăng dần tỷ trọng kinh tế số và giúp tỉnh Bình Dương có một nền tảng vững chắc tiến vào kỷ nguyên số. Chương trình theo dòng thời sự sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.